Rồi, nói lại mày nghe coi. Tóc đẹp. Rồi nói đi. Hả? Nói lại, nói lại. Tóc đẹp. Đẹp. Chưa. Tóc đẹp. Con nói hai chữ đi, rồi nói giỏi đi. Rồi ơi. Rồi nè. Nè, rồi, rồi. Tóc đẹp. Chưa, còn thiếu chữ tóc. Tóc đâu? Rồi nè. Tóc đẹp. Có chữ đẹp không mà ha. Nè nè, nói lại ba nghe nè. Rồi, 2, 3. 2, rồi đây. Rồi nè, rồi nè, rồi nè. Tóc đẹp. Rồi đâu? Rồi nói vừa tóc đẹp đi. Nào, tóc đẹp nè. Rồi. Tóc đẹp. Đây. Ghét không? Rồi nè, 1, 2, 3, tóc đẹp nè. Thích nói không thích thôi. Tóc đẹp. Nói đi. Đẹp. Có chữ đẹp không? Tóc đẹp. Ý. Ý. Đâu, rồi nói nguyên chữ ba coi. Hai chữ đi, hai từ đi, hai từ nè. Rồi. Tóc đẹp. Rồi. Hả? Nói được có chữ đẹp không mà không. Chữ tóc đi. Tóc đi. Không, nãy nó nói được hai chữ luôn á. Rồi, chở ba lô đi học đúng không? Giờ giờ nói lại cho ba hai chữ tóc đẹp nào. Nè. G. Nè, g g g g. 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 G g g g. Rồi, rồi, rồi nói ba tóc đẹp nè. G. Nè, g nói nè, g nói cho mẹ, g, mẹ cho mẹ. Tóc đẹp, rồi nói đi. Tóc đẹp. Rồi, rồi nè, rồi. Rồi nè, rồi nói cho ba tự tóc đẹp đi nè. Ba giỏi nè, ba thương nè. Rồi, rồi nói đi, tóc đẹp, nói đi. Nè, rồi. Rồi, rồi, rồi nói ba coi coi. Tóc đẹp. Nói đi. Ba. Ba. Rồi. Rồi nói chữ tóc đẹp đi. Thích nói à, không thích thôi à. Rồi, rồi đâu, tóc đâu, tóc đâu, tóc, tóc, tóc. Tóc đâu, tóc đâu, tóc. Rồi, 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 rồi. Rồi nè, tóc đâu, tóc đâu, tóc, tóc. Rồi, rồi nói chữ tóc coi, tóc. Rồi nè, rồi, tóc. Rồi, ngồi lên ghế, ngồi lên ngựa đi, ngồi lên ngựa. Đúng rồi. Ngồi lên con ngựa đi, rồi xong. Tóc đâu, tóc mới đâu. Tóc, đẹp. Tóc mới đâu. Rồi nói đi, tóc, đẹp. Tóc đẹp, con nói đi. Hồi nãy không khóc nhưng mà vẫn sợ nha. Tóc đẹp đi. Má biểu diễn cho ông bà cô chú coi cái coi. Rồi nè. Rồi. Mẹ ơi, ngoại ơi rồi. Rồi nói đi, tóc. Tóc, 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 tóc đâu, tóc đâu. Lỗ mũi đâu. Lỗ mũi ra đâu. Con mắt gờ đâu? Con mắt gờ đâu? Nó đang thích cái gì? Tóc. À bắp, bắp. Hai bắp. Hai. Con nói đi con. Hả? Miro, miro. Rồi lấy miro ra hát. Đúng rồi. Rồi con giật cái đây, con giật cái đó ra con hát. Giật cái. Gồng dữ vậy. Đem ba giật ra cho. Đem ba giật. Con nắm đi, con nắm cái dây trắng con giật đi. Mở hả? Sao cứng vậy? Cứng. Cứng.
Rồi, ok. Rồi. Rồi, ca sĩ có tóc mới rồi, ca sĩ hát đi. Tóc đẹp. À hơi hơi hơi. Ừ, ơi. Cái đó không phải bắp. Phải bắp, cái này là cái này nè. Khổ quá. Khổ quá. Khổ. Khổ quá. Khổ. Bắp đầu bắp, cái này khổ quá. Khổ quá. Cái bắp rồi, tôi có để mà tôi giới thiệu cho cháu tôi coi. Không có chuyện con dao ba ơi, con dao. Khổ quá. Con dao nhỏ khổ quá. Quá. Khổ quá. Thử đi trời. Hỡi, hỡi, hỡi. Không cho hỡi đàng hoàng. Hỡi. Thằng này nhiều chiêu lắm. À, khổ quá. Trời ơi, ăn nữa kìa. Để ngoài nấu rồi ăn nha không? Ăn. Ăn khổ quá. Ăn cho cái khổ nó qua. Rồi, con bỏ đây đi, con bỏ ra đây cho ngoài đi rồi. Con bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô, ngoài đi rửa. Rồi, tóc đẹp đâu, tóc đẹp đâu, tóc gờ đâu, ngoài tóc đi đâu. Rửa. Rồi, tóc đẹp đâu. Đâu, tóc đẹp đâu. Tóc đâu, tóc con đâu. Đó, tóc. À, tóc. Ừ. Vậy thôi. Rồi hát đi ca sĩ ơi. A B C D E F G. Trời ơi gì lấy gì nữa. Đó, có nhiêu đó. Thôi bỏ đi. Lên ghế không? Lên ghế massage không? Xa. Xa. Nói toàn chữ không à. Đó. Rồi leo lên nó đi nha. Leo té nha. Thôi ra trước đi. Ra ngoài đây đi. Ra ngoài đây hát đi. Thôi 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 thôi. Đừng lấy. Thôi đừng lấy cái loa đó. Thôi. Loa đó của người lớn. Của mấy chú. Con không có chơi cái đó được. Nha. Rồi ra đây đi. Con ra đây đi. Rồi ra đây đi con. Ra đây đi. Rồi ra đây đứng hát đi, ra đây đứng hát phục vụ bà con đi. Ok, rồi lên ngựa hát. Nhìn cái đầu mắc cười quá. Câu hỏi ơi, là cái gì? À lấy cầu đâu, cầu đâu. Rồi, giờ quýnh cầu lông, cái cầu đâu. Cầu đâu. Rồi, con mến chào ông bà cô chú bác nha, nay con có cái đồng mới rồi nha. Tóc đẹp, để nói đi. Nói là câu cuối nè, nói là câu nữa đi. Tóc đẹp. Nói không? Tóc đẹp. Được bà hả, được bà rồi, được rồi, được bà. Rồi, ok. Ok. Chưa biết chúc Tết rồi, hy vọng chúc Tết bà con mà chưa chúc Tết được ông bà cô chú bác rồi.